Good morning all. Một buổi sáng tràn đầy sức khỏe nhé cả nhà. Tin nổi bật hôm nay xin được phép bắt đầu. Dàn người đẹp bóng ném quên mặc bikini nhỏ hơn nội y được minh oan. Môn bóng ném bãi biển nữ từ nay sẽ không còn có những vận động viên mặc những trang phục thiếu vải. Sau khi Liên đoàn bóng ném bãi biển quốc tế, một cách lặng lẽ thay đổi điều luật yêu cầu các nữ cầu thủ phải mặc bikini thi đấu. Đây là phản ứng của các quan chức sau cuộc phản đối của các tuyển thủ nữ Na Uy hồi mùa hè năm nay. Tại giải vô địch bóng ném bãi biển châu Âu 2021, đội tuyển Na Uy đã đến Bulgaria thi đấu và gây chú ý khi các tuyển thủ từ chối mặc bikini mà thay vào đó là quần đùi bó sát. Họ phản ứng rằng những bộ bikini nhỏ hơn cả nội y khiến họ rất không thoải mái, nhưng Liên đoàn bóng ném châu Âu vẫn đưa ra mức tiền phạt 1.500 euro vì vi phạm quy định trang phục giải đấu. Sự việc này đã gây ra nhiều xì xào trong dư luận và các nữ tuyển thủ nhận được khá nhiều sự ủng hộ, trong đó có cả một số ngôi sao giải trí nổi tiếng. Messi vắng mặt ở trận gặp RB Leipzig. Paris Saint-Germain vừa đưa ra danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Leipzig trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Theo đó, siêu sao Lionel Messi đã không có tên vì lý do chấn thương. Huấn luyện viên Pochettino trước đó đã thừa nhận Messi gặp chấn thương sau hiệp 1 trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Lille. Chân sút người Argentina sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách tới sân của Leipzig và chưa rõ thời điểm trở lại. Đây là thông tin không vui dành cho người hâm mộ Paris Saint-Germain khi hàng công đội bóng này vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả như kỳ vọng. Conte dẫn dắt Tottenham. Tottenham thông báo bổ nhiệm Antonio Conte thế chỗ Nuno Santo theo hợp đồng 1 năm rưỡi kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Theo truyền thông Anh, Conte nhận mức lương hơn 17 triệu USD mỗi năm tại Tottenham, cao thứ tư tại đây sau Pep Guardiola. Man City hơn 27 triệu USD, Jurgen Klopp, Liverpool 20,5 triệu USD và Rafael Benitez, Everton 20,5 triệu USD. Conte từng dẫn dắt Chelsea đến chiếc vô địch ngoại hạng Anh mùa 2016-2017 và CUP 2017-2018. Năm ngoái, ông giúp Inter chấm dứt 9 năm thống trị của Juventus ở Serie A, nhưng sau đó ra đi vì bất đồng về định hướng phát triển câu lạc bộ. Gia nhập Tottenham, Conte sẽ tái hợp với giám đốc thể thao Fabio Paratici sau 3 năm hợp tác tại Juventus và giành 3 chiếc vô địch Serie A liên tiếp. Conte sẽ bắt tay ngay vào công việc với trận tiếp Vissel tại lượt 4 bảng G Conference League ngày 4 tháng 11. Sau đó 3 ngày, ông cùng câu lạc bộ làm khách của Everton tại vòng 11 ngoại hạng Anh. Ronaldo cứu Man United thoát thua. Cú đúp của Cristiano Ronaldo giúp Man United hòa 2-2 trên sân Atalanta ở bảng F Champions League tối 2 tháng 11. Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng giúp Man United thoát thua trên sân của Atalanta ở vòng bảng Champions League. Manchester United tiếp tục trải qua một trận đấu khó khăn nữa khi phải làm khách trước Atalanta. Đội chủ nhà thi đấu đầy tự tin và làm chủ thế trận, trong khi Man United của ông vẫn không cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi, dù thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ. Bàn thắng sớm đến với đội chủ nhà ở phút 12. Hàng hậu vệ MU đứng nhìn Zapata xử lý bóng trước khi chuyền vào, để Inicic dứt điểm rất nhanh hạ gục De Gea. Sau bàn thua, MU không những không tìm được sự khởi sắc, mà còn tiếp tục mắc nhiều sai lầm ở hàng thủ. Hiệp 2, kịch bản của hiệp 1 tiếp tục lặp lại. Zapata nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút thứ 55 và sau đó là một thế trận ưu thế cho đội bóng nước Ý. Tuy nhiên, MU một lần nữa được giải cứu vẫn với cái tên Ronaldo. Phút bù giờ hiệp 2, siêu sao người Bồ Đào Nha ra chân đẳng cấp đánh bại thủ môn Moutinho, ấn định tỷ số hòa 2-2. Việt Nam lần thứ tư liên tiếp vào vòng chung kết U23 châu Á. U23 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U23 Myanmar với nhiệm vụ bắt buộc phải có điểm nếu như không muốn sớm phải dừng bước ngay từ vòng loại U23 châu Á 2022. Được đánh giá cao hơn đối thủ, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu và tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành của VfL thủ. Có được bàn thắng dẫn trước, U23 Việt Nam chơi thanh thoát và tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của VfL thủ. Tuy nhiên, Văn Đạt hay Thanh Minh đã không tận dụng tốt. Phút thứ 80, cầu thủ số 12 của Myanmar đã mất bình tĩnh khi thực hiện pha đánh nguội với Lý Công Hoàng Anh và phải nhận thẻ đỏ. Chơi thiếu người trong những phút còn lại khiến U23 Myanmar không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong khi đó, U23 Myanmar đã phải ngậm ngùi dừng chân sớm. Tuyển Việt Nam gọi Hùng Dũng trở lại. Nguồn tin của Dinh xác nhận Hùng Dũng sẽ trở lại tuyển Việt Nam vào ngày 4 tháng 11. Quả bóng vàng Việt Nam 2019 gãy xương cẳng chân phải trong trận câu lạc bộ Hà Nội gặp thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 3 năm 2021. Hùng Dũng được phẫu thuật và chưa thi đấu một trận chính thức nào từ đó tới nay. Chẩn đoán của bác sĩ cho biết Hùng Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 tới 8 tháng. Thời gian gần đây, Hùng Dũng bắt đầu tiến vào giai đoạn hồi phục kế tiếp tại trung tâm đào tạo trẻ BVF. Hôm 29 tháng 10, chuyên gia thể lực Park Sang-jun của tuyển Việt Nam đã trực tiếp tới BVF hỏi thăm và đánh giá tình hình hồi phục của Hùng Dũng. Hai tuần qua, Hùng Dũng phục hồi rất tốt. Anh cũng đã tiếp xúc với bóng, tham gia thi đấu đối kháng trong các buổi tập tại BVF. Khả năng ra sân của Hùng Dũng tại AFF Cup vào tháng 12 sẽ được ban huấn luyện đánh giá trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Sơn Quân phong cách Peter. Từ tình yêu cuồng nhiệt với ban nhạc Anh lừng danh, Brian Emkus, năm 17 tuổi, đã biến Morgan Marinesner thuộc vùng nông thôn Minnesota thành điểm chơi golf độc đáo. Emkus mê Peter từ lớp 7.
Từ khi mua Morgan Marinesen năm 2018, ông chạy đàng hoàng nó bằng hình ảnh và các vật dụng gắn với tên tuổi ban nhạc thần tượng. Vì thế, Peter dường như có mặt khắp sân. Trong hội quán, ông dán bức poster lớn trên tường phía sau khu tiếp tân, đặt chiếc máy nghe nhạc tự động Peter thời hoàng kim gần đó, vài cây đàn guitar. Ngoài hồ nước gần Green Hole 18 có cả mô hình tàu ngầm màu vàng nặng 1 tấn để gợi nhớ ca khúc Yellow Submarine. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin chiều nay nhé.